Rồi các bạn ơi, bây giờ Khải sẽ tiến hành làm nha các bạn. Thì trước tiên là Khải sẽ cho mì ý vô trước. Tại vì mì ý thì nấu cũng phải thời gian nó dài thì nó mới đủ chín được các bạn nha. Hôm nay Khải sẽ làm một món rất là đặc biệt luôn. Đó là mì ý. Rồi. Đây các bạn, đây là cà chua nha các bạn. Bây giờ Khải sẽ cho cà chua vô. Đây các bạn, cà chua. Wow. Rất là ngon luôn các bạn. Đó. Wow, rồi các bạn ơi, đây. Đây là một món do tự tay Khải làm các bạn, sẽ rất là tuyệt vời để cho Sam và Asher được ăn đây các bạn. Rồi các bạn, Khải đã dằm cà chua nhuyễn ra. Thì như thế này thì nó sẽ thấm thấu vào các sợi mì các bạn. Samboy và Asher sẽ được thưởng thức một bữa ăn có thể nói là rất là tuyệt vời luôn, do chính tay Khải đạo diễn đây các bạn. Đây là một món ăn có thể nói là rất là phổ biến ở các nước châu Âu các bạn. Thì ở Việt Nam thì nó chưa được phổ biến lắm, thì đã chín rồi đây các bạn. Bây giờ Khải sẽ lấy ra nha các bạn. Lấy ra đây. Rồi các bạn, sau khi Khải nấu xong mì ý thì đã được rồi, mì ý đã chín rồi. Thì sẽ đợi cho nguội để ăn nha các bạn. Thì hiện tại thì cũng chưa nguội lắm. Khải vừa nấu xong.
cà chua. Samboy rất thích ăn cà chua luôn, rất là ngon. Wow. No, Asher. Đó, rồi Samboy mà, Asher ăn hết rồi, đúng rồi. Rồi Sam nhé, để cho Sam ăn nhé. Rồi Samboy mà, Samboy ăn chậm hơn. Tại Sam ăn chậm chứ đúng không? Sơ ăn nhanh rồi, sơ hết rồi, Samboy ăn chậm mà, đúng không? Samboy ăn chậm hơn mà, đúng không? Sam, Samboy, Samboy cute, I love you Samboy, oh my gosh, sơ. Sam, của Sam đây mà, của Sam đây mà, của Sam đây, Sam ăn của Sam đây. Sam, Samboy.
Rồi các bạn, một bữa mì có thể nói là rất tuyệt vời luôn, cho chính tay cả hãng làm cho Samboy Asher cùng thưởng thức. Nó rất là tuyệt vời. Hôm nay Samboy và Asher sẽ ăn để thưởng thức một cái món mì ý sốt với cà chua, nó rất là đặc biệt. Các cậu bé đã chiến hết sạch rồi các bạn. Đây Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.